Truyền thông phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ đang có mặt tại giường trồng thảo mộc của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, giường thuốc của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, nổi tiếng không chỉ bởi phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong hỗ trợ điều trị ung thư, mà còn bởi khu vườn thuốc nam rộng lớn xanh tốt. Nơi đây được ví như vườn thảo dược quý giá, cung cấp nguồn nguyên liệu tự nhiên dồi dào cho việc bào chế các bài thuốc chữa bệnh ung thư hiệu quả. Công lao vun đắp của tập thể thầy thuốc và nhân viên. Sự xanh tốt tràn đầy sức sống của vườn thuốc, phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là kết quả cho sự tận tâm chăm sóc tỉ mỉ của tập thể thầy thuốc và nhân viên của phòng khám. Họ dành thời gian bên ngoài giờ làm việc để vun bón, tưới nước, tỉa cành, nhổ cỏ, đảm bảo cho từng loại cây thuốc phát triển khỏe mạnh. Sự đa dạng và quý giá của các loại cây thuốc. Vườn thuốc phòng khám cha tự yêu thương cho không các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sở hữu hệ sinh thái đa dạng với hàng chục loại cây thuốc quý được thu thập từ các vùng miền trong cả nước. Mỗi loại cây đều mang giá trị y học riêng, góp phần tạo nên nguồn dược liệu phong phú cho việc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý. Vườn thuốc nơi ươm mầm hy vọng cho bệnh nhân. Nhờ nguồn nguyên dược liệu tự nhiên quý giá từ vườn thuốc, phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã bào chế thành công nhiều bài thuốc hiệu quả, góp phần mang đến hy vọng cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Các bài thuốc được bào chế từ thảo dược thiên nhiên an toàn, ít tác dụng phụ, giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ điều trị bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Vườn thuốc là biểu tượng cho giá trị nhân văn của y học cổ truyền. Vườn thuốc của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào mà còn minh chứng cho giá trị nhân văn của y học cổ truyền. Nơi đây thể hiện sự trân trọng đối với thiên nhiên và cam kết mang đến những phương pháp hỗ trợ điều trị an toàn hiệu quả cho bệnh nhân ung thư. Vườn thuốc phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là kết quả cho sự tâm huyết, nỗ lực phi thường từ tập thể của thầy thuốc và nhân viên. Nơi đây không chỉ góp phần vào việc hỗ trợ điều trị bệnh mà còn là biểu tượng cho giá trị nhân văn của y học cổ truyền, mang đến niềm hy vọng cho những ai trong hành trình chiến đấu chống lại bệnh tật, nhất là bệnh ung thư. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo dơ? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy con thấy Chúa đến
Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa Chúa.